Khui túi nhân phẩm mắc nhất top top. Thiệt ra không phải mắc nhất mà cái này mắc thứ nhì. Trong cái phân loại á, cái này là 1 triệu, còn cái kia là 2 triệu lận. Tôi phân vân quá, tôi đặt đại 1 triệu. Chứ tại vì không biết trong đây có cái gì, đặt 2 triệu cũng muộn tiền. Cái chỗ này cũng ít người mua á, mọi người hình như mới mở thôi. Lỡ như trong đây có vàng có kim cương sao ha. Tôi sẽ móc ra từng món như cũ nha mọi người, để cho nó hồi hộp và bất ngờ. Ôi cha, nó nặng lắm đó không á. Ok, món đầu tiên nha, món đầu tiên là gì đây? Ơ, cái súng này nhỏ, tôi mong quốc có lắm nè. Ủa, sao không có gì hết? Ủa, không có binh má. Phải có binh. Thứ hai, cái này cũng nhỏ à. Này là bút. Bút này là bút dạ quang á mọi người. Rồi tiếp theo. Này là cái gì? Này là cái gì đây? Biết. Không biết. Bơ phạch gút mút là sao? Có liên quan gì? Chịu thua rồi, không biết cái này. Hũ này bự quá à. Ơ, quý quạt. Ơ, cái này có đèn. Quạt mạnh nha. Ok nha, ok phết nha. Chắc cái này cũng phải 100-200 đó. Mọi người nhìn nó cũng xịn á. Pin nè, pin nè. Đến lượt quậy của tao rồi. Thài chi tiền thiệt là thích rồi. Tôi nghĩ là khui cái này chắc cũng phải mất 30 phút. Đây là sticker. Mà sticker xịn xịn nha. Cây bút nè. Tôi cũng có cây bút này dạng này. Squishy đúng không? Ai tôi khoái chơi squishy lắm. Rồi tiếp theo. Lấy gì đây? Cái quạt nữa hả? Một cái bánh trứng chảy. Tôi không ăn đâu, tại vì nó béo. Cái này là cái gì? Nó ghi là thổi bong bóng á. Mọi người mong biết cái này là ăn hay là cái gì. Tôi chưa thấy cái này bao giờ. Một cái để trong cái bịch này. Nó cứng cứng. Cái này cũng mắc nha. Cái này cũng 30-40 ngàn á mọi người. Ôi, nó nhiều cái kiểu vậy lắm luôn á. Một cái để hít mũi. Có rồi. Cái hít mũi đó là cỡ 30 ngàn. Một cái gì nữa đây? À, ý là trong một cái bịch này là sẽ có nhiều túi mù khác nhau. Gì đây? Này cái gì vậy? Ủa? Ê. Chắc là đồ chơi. Nó đổi mặt được nè. Một cái gì đây? Cái này thấy hot trên TikTok lắm. Cái nhân á mọi người. Ơi, một bịch bento. Lại cái quạt nữa. Một bịch tăm cây đúng không? Cái gì đây? Cái này hình như mọi người hay khui Blackbox con gì đó đúng không mọi người? Tại vì tôi thấy vậy mà tôi thấy mắc quá nên tôi không có mua. Tôi chỉ biết là nó đang rất là hot trên TikTok thôi. Để xé. Một cam. Dễ thương vậy. Cái này là một cái túi mù nữa. Kẹo đúng không? Cái này là kẹo nè. Còn hai cái này nữa là hết rồi. Đùi gà. Chứ cái này là chân gà. Hết rồi nha. Đây là tổng hợp hết những cái gì mà tôi khui trong cái bịch đó ra nha mọi người. Cái này là cái gì tôi không biết nè. Theo tôi được biết là con này nó sẽ mắc nhất. Nó sẽ rơi vào khoảng đâu đó 500 đúng không mấy ta. Mọi người thấy 1 triệu mà được như vậy có hời không ta? Tôi thấy tôi hời nha mọi người. Tại vì tôi ham chơi, tôi thích mấy cái trò này lắm á. Tới cái quạt nữa, cái này nữa. Mà quạt hơi nhiều nha. Nếu mà clip này lên xu hướng nữa là tôi sẽ 2 triệu luôn. Cái mắc nhất luôn.